Nguyên cái bóng trắng nó mơ luôn kìa. Phát hiện rồi. Có một cái mổ trong đó kìa. Có một cái mổ. Ở gì? Tự vậy. Nè, cho bạn xem kỹ nè, trong đó có một cái ngôi mộ ra đó bạn. Lấp lé cái đèn đèn đang lấp lé nó bắn vô là một cái ngôi mộ rồi ơi. Cái gì vậy trời? Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Công Nước Mắm nha. Chào anh chị với các bạn. Đây là bạn Diễn, còn bên đây là bạn Thịnh nha bạn. Hôm nay với cháu có một cái video này đặc biệt lắm. Là hiện tại là giờ trời rất là gần tối bạn ơi. Hiện tại là trời rất tối, bạn thấy xung quanh tối. Với cháu mình hôm nay có đi đi có làm thứ này, bạn biết làm gì không? Bạn nhìn thì bạn biết rồi hả? Là mấy cháu mình sẽ đi đi dập chuột nha bạn. Đi dập chuột bởi chuột. Rồi giờ thì nếu mà chuột thường thường là nó ăn cái gì ta? Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy trái bắp mà nó bị nó nhỏ bị bù cào ăn, mình sẽ lấy để dập chuột bạn. Biết sao mà mình nói chuyện mình hơi sợ sợ các bạn. Trời đang rất là trời thấy rất là ổn xung quanh nhìn các bạn, nên mình bây giờ tranh thủ mình đi lấy bắp để mình ấy chuột nha. Về bắp nữa rồi là mình đang thở một cái cách thở kỳ cục. Ok, giờ mời các bạn cùng theo dõi cái video này. Được hứa nè, giờ mấy cháu mình đang đi tìm mấy cái đường nào đường này đi kiếm mấy cái hạt bắp các bạn để vô cái bãi chuột ha. Đây là bạn Thịnh với bạn Diễn. Trời nó cũng vẫn còn sáng sáng để mình còn thấy đường các bạn, còn hơi thấy nha, chút xíu nữa là tối lắm luôn các bạn. Thẳng ơi, thẳng đây có gì không, cứ nhìn có cái mấy hộp bắp không bỏ vô đó. Là mấy chú cháu mình sẽ hôm nay đi bãi chuột, là mà thường thường là ngày mai mới thăm hay là sao ta? À, mình đi tìm đồ để chuột rồi mới thăm nha bạn, không biết có không. Rồi nhìn nữa rồi. Mà bắp giờ nó còn nhỏ xíu gì đâu có hộp đâu. Nó có hộp bắp đâu ta. Làm sao vậy? Thì không có bắp lấy cái gì nữa nó có ăn không? Hiện đại là mấy đứa ai cũng cầm theo điện thoại hết nha các bạn. Đây là đèn pin nè, trời rất là tối các bạn nhìn xung quanh nè. Đó, trời bắt đầu dần dần tối rồi, cảm giác là hơi sợ các bạn ơi. Không ai đi vào đâu, có trái chuối này dụng không? Bỏ chuối nó cũng ăn mà. Cái gì? Cái bụi bắp đó, bụi bắp nó có cái ấy đâu mà để. Thôi đi qua hướng cái bụi chuối kìa. Hey, coi có trái chuối nào không mà nó bị dụng đó, mình bẻ chuối luôn. Được không? Nói chung là hai bạn Diễn với bạn Thịnh đeo mình các bạn cũng rất là ấy nha. Hơi dán mà mấy bạn cũng đi, mình cũng hơi sợ đó. Rồi. Rồi phải, đừng có đạp vô cái loại trầu, đồ của người ta trồng nha, đúng rồi đi chính giữa ấy. Để có khu này nè, ba cái vườn chuối nè. Mày làm gì mày làm gì sẩn sẩn vậy? Hả? Có đâu, mày đi bắt chuột mày đừng nói mang mang rồi đi nhìn xung quanh khu này coi. À, hồi mình sẽ để mấy cái dập chuột này ở trong đây nha. Nhìn coi có trái chuối nào dụng không? Nè, đi vô đây nè, đi Thịnh, đi vô hướng như này con. Nhìn xung quanh hai bên nè. Ơi, à, nó có ăn ngay chuối không ta? Rồi nhìn lên khu được kìa nè. Ôi, mấy này tối hù ghê quá, vậy coi, thấy gì không? Ờ, dán thiệt cả nha. Sợ luôn quá. Có gì không Diễn? Có không, có không? Ôi trời. Thôi xuống đây, xuống đây. Đâu, đâu, còn cái bắp mình đưa cho bạn coi đi. Nếu mà đây như đây được thì mình để mấy luôn. Rồi xuống, để xuống. Đâu, rồi xuống. Còn à, cái này nó có chắc cũng đủ rồi các bạn. Không biết các bạn nhìn thấy không? Cho nhìn thấy không? Nè nó cũng còn cái bắp rất đủ rồi. Mình khỏi lấy bắp khác hả? Hay là dạ. Cái gì? Trong kia tối. Là mình để nó hả? Ừ. Chuột nó thường như đó không? Thường chứ. Tối đi. Trời rất là tối rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình cái gì? Nhìn cảnh tối hồng rồi. Ừ. Thôi mấy giờ mình đi luôn đi. Bây giờ là có một trái bắp này sẵn rồi các bạn ơi, mà mình tính là kiếm thêm bắp để nhiều cho chuột vô các bạn. Mà giờ có sẵn rồi mấy chú cháu mình chắc đem đi đó để. Rồi chắc ngày mai mình mới ra cho mình thăm mới đúng không biết đâu. Ơi ơi, đi qua hướng này nè. Bên chỗ này nó hơi é nè, có không? Sao vậy? Mày có đèn mà mình sợ vậy? Bạn Diễn mới nói là tối hù không dám đi các bạn ơi, mà mình nói mình có đèn mà. Thật sự cái đèn này nó dọi không thấy đâu nha các bạn. Mà trời nó cũng vẫn còn hơi ấy xíu. Cái đèn này cũng như cái dọi chứ. Quẹo đây nè, gì còn làm gì hết? Đi đi, có gì đâu. Đi theo chú nè. Nè, giờ mình. Ê, nghe cái bóng trắng kìa. Gì nữa trời. Nguyên cái bóng trắng nó mơ luôn kìa luôn. Tôi lại mà, thôi đừng có nói tụi mày. Chú nào đâu?
chết mẹ của đồ này, cầm đi khỏi. Ra đâu thôi mẹ, nói đi người đi qua đây đi, đi với chuột mày còn nói nữa diễn này đi làm gì. Thôi đi Diễn ơi, mày làm tao sợ, tao rồi sợ lắm luôn á. Thỉnh con đi trước á Diễn ơi, mày làm gì mày sụp lui vậy? Ơi con gì nó kêu đi qua hướng này nè, đi hướng này đặt hẹn em đây đặt lẹ về nè, sợ quá à. Diễn đi qua hướng này nè, rồi con vô giờ muốn đi nè, đi chút tống cái chỗ này nè của người ta nè. Thường thường chuột á cho mày cái đâu mày có cái thù lù nè, em thấy thù lù không? Nó thù lù ấy ghê vậy. Đi 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 bỏ bẫy chuột thì nó ấm lên, chuột nó đâu ở ngoài buổi sáng đâu, đi đi thôi, trong ban đêm nó mới vô chứ. Mày giỏi xuống đất mày đi chứ mày giỏi đâu trên trời Diễn. Người tao không rồi, mày đừng nói tao sợ lạnh người quá à. Đi đi nãy hơi thở tao khát khát không ơi, phát hiện rồi, có một cái mổ trong đó kìa, có một cái mổ ấy gì. Đừng chạy bỏ chú, đừng mày đi mà không nói, không chạy nên không nên nè. Tự nhiên đám nó không có gió luôn mà tiện có mình cái lá luôn mà. Đem thử luôn, đem thử luôn, cho nó có cái mộ nữa kìa. Cái gì vậy? Đi vậy thì vô. Thì đi vô đi, thì bỏ mày chụp cái gì nè, tao đâu có muốn qua đây đâu, lẹ lên đi kìa. Ừ, tao dụng quá, đi vô đi. Ghê quá. Lẹ lần nữa đi, bỏ mày chụp tụi đi về nè, đừng có nói tao sợ coi. Làm cái gì vậy trời? Để thằng thời sợ mà nó còn làm gì các bạn? À, không phải đâu ba ơi, gió nó đẩy cái lá đó. Nè cho các bạn xem kỹ nè, nó có một cái ngôi mộ ra đó bạn, lấp lé cái đèn này lấp lé lấp lé, nó là một cái ngôi mộ bạn ơi. Có gì mình xin người ta luôn chứ lỡ mình đi ban đêm mà. Thôi bây giờ chú vuốt cho mấy mệt quá, mấy bạn không có đi, để tôi đi vuốt cho. Đau cái gì vậy? Có gì đâu mà rung, đi đi vuốt đi. Ông kêu nãy mới kêu đi trước xong. Bỏ, thì mày kiếm cái chỗ nào nó ok thì mày để cái bẫy chuột xuống đi mày. Không. Cái gì vậy trời? Không được. Nghe có nghe tiếng gì không? Xem đây con gì? Đừng có làm nó nói ra. Để coi. Cứ giỡn đi. Trời ơi, tao kêu mày bỏ cái bẫy chuột vô đi rồi đi về nè, tao sợ quá trời sợ. Đừng. Lẹ đi. Lẹ đi, chú sợ dữ lắm rồi, lẹ lên đi. Từ từ, không, đừng có con đừng có bỏ vậy. Con thấy dọn nha, Diễn vô lẹ Diễn. Bạn ơi, Diễn ai đứng đó, chỉ ai dẫn Diễn vậy? Tao phải. Không phải ở đây, đi sâu vô một chút nữa con. Con bỏ cái đèn xuống, con chọn Diễn. Mày mở cho nó, bỏ cái vô cho nó phục vụ nữa coi. Cái gì vậy? Dạ. Có nghe gì không? Nghe tiếng ai cười. Khổ quá, làm gì trời? Cái gì vậy Diễn? Bây giờ này mệt quá. Hai mày làm tôi sợ, mày cầm coi. Thôi, đưa đi vòng chuột đi tao. Em đây rồi, lẹ đi nghỉ đi. Mày sợ muốn chết. Nghe tiếng mày sợ, nhanh đi. Tôi có gì ở đây đâu. Hai mày làm gì? Kế tao coi, tao sợ người đi xa nha. Xác luôn. Bây giờ nè, bây giờ bỏ bẫy chuột đây. Bây giờ bỏ chuột đây. Ơi, tôi nghe nè. Nhìn thẳng đó kìa. Qua đây nhìn thẳng đó coi. Qua đây nhìn thẳng vô. Để đi ngồi trước mặt kìa. Thấy không? Đó. Mày xác đi coi. Thấy gì không? Ê, cầm bẫy chuột lên. Tao nghe tiếng rồi. Bẫy chuột đi về đi. Nhanh ta. Quẹo cháu. Đi nè. Đi ba. Cái gì? Nãy có nghe gì không? Gì vậy? Hả? Vang giọng luôn kìa các bạn ơi. Ơi, nó vang giọng luôn, nghe rõ không? Nó bé có nghe rõ không? Nghe. Nhưng mà thiếu tịnh tâm chưa? Nào chưa? Mùa hôm mình gắt em rồi. Giờ mình với con Diễn mỗi người cầm một cái đèn pin đi đặt bẫy chuột, mà giờ gặp nó không bạn? Giờ sao ta? Bây giờ gì thì mình nói mình đi đặt bẫy chuột mà giờ không có chuột sao? Hả? Không biết. Bây giờ có nào gan chạy ổng bỏ cái nữa xuống mình đi dậy luôn, bỏ xuống đi dậy luôn à? Ok không?
đi lần nữa đi, bỏ xuống đi về luôn, mệt quá. Đứng lên mà mày ra nha, không không ấy nữa nha, là mấy đứa mình bỏ xuống rồi đi về luôn. Đi hướng này nè, hướng một chút nè, tao quá mệt rồi. Tao bỏ vô gì vậy? Đi từ từ thôi nha, có dấu hiệu nào đái quần hết vậy? Tao sợ giỏi giỏi thẳng thôi, đúng rồi, quẹo trái quẹo trái quẹo trái con, đừng vô luôn á, kia kia ớn quá cái mãi nữa. Rồi không ở đây ăn bụi chuối kìa, bỏ bụi chuối rồi mình đi về luôn, hiểu chứ nói không? Nè đường này lên nè, bỏ bụi chuối về luôn, không có dám đâu, bỏ bụi chuối đi. Yeah. Ê. Đừng đừng đợi chú.